điều khiển trận đấu ngày hôm nay mang áo số 23 Siguarak. Các cầu thủ còn lại gồm có số 5 Yusuf Dola, số 7 Supachok Sarachat, số 10 Terasin Dangda, số 11 Bodin đấu của đội tuyển Thái Lan trong cuộc so tài ngày hôm nay. Đây là cái bắt tay giữa ông Shin Tae-yong và ông Manopon giải đấu. 5-4-3-2-1 và trận chung kết lượt đi Á Cúp 2020 được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì là còn lại những cầu thủ khác đều là những gương mặt được tung vào sân và khác hẳn so với đường xuất phát ở trận đấu lượt về. Nguy hiểm, cơ hội đến với đội tuyển Thái Lan từ rất sớm nhưng vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết này. Nếu như tình huống vừa rồi bàn thắng đến với đội tuyển Thái Lan thì có lẽ đó là pha làm bàn sớm nhất trong lịch sử những kỳ Tiger Cup và AFF Cup. Một tình huống xuất sắc của thủ thành Nadio. Chúng ta đang theo dõi lại tốc độ. Roller, quá người, trả đá tiếp. 1-0 dành cho đội tuyển Thái Lan và đó là đẳng cấp lên tiếng ngay ở phút thứ hai của trận đấu với cú đá chân trái của ngôi sao Chanathip Songkrasin. Thái Lan đã chơi một điều rock. Ngay khi trận đấu mới bắt đầu, họ tấn công dồn dập ở hai biên và bàn thắng cũng đã đến với đội tuyển Thái Lan. Những cầu thủ chơi biên của Thái Lan như những gọng kìm vậy. Và thực sự Indo đã bị siết chặt trong những phút đầu trận này. Trước đó là bên trái bởi Fala, còn lần này là bởi Roller. Một cái ngoặt bóng loại ba cầu thủ của Indonesia. Và nhiệm vụ còn lại của Chanathip thì chúng ta đang được thấy.